Là có tính quốc tế này, bởi vì là ở Việt Nam chúng ta là hôn nhau là thường lén lút đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là hôn nhau công khai trên sân khấu. Quách Hồng Ngoan, có lẽ là chắc cũng cần có phải một sự giải thích nho nhỏ nào đó cho nụ hôn vừa rồi đấy. Có gan làm, có gan chịu, quý vị cổ vũ sự dũng cảm của Quách Hồng Ngoan ạ. Thực ra thì ca khúc Besame Mucho này là ý nghĩa của nó là xin hãy hôn anh thật sâu và nồng nàn. Thực ra thì Ngoan và Ngọc Anh không phải là người yêu của nhau nên là không thể hôn sâu. Còn dạ vâng. Còn mà hôn nó không sâu á thì có lẽ nó không tự nhiên lắm. Nên là thế là Ngoan và Ngọc Anh chọn cách là thôi hôn lâu. Hôn lâu thì em phải hơn đúng không ạ? Đấy cũng là một cách rất là khôn ngoan. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe nhận xét của ban giám khảo. Xin mời chị Sip Black ạ. Tôi rất là thích thú về điều này. Tôi ước gì, tôi hát một bài hát mà được hôn lâu như thế. Vâng ạ. Nếu mà Siêu Black muốn hôn lâu như thế thì chỉ phải có gặp cách ông, là hát với Minh Sơn. Không phải gặp ông Lê Như Thấu mới được. Nói chung như này, tất cả mọi thứ các bạn làm đều rất là tốt. Cái ở đây tôi thích là các bạn hòa quyện vào nhau. Em chị chúc mừng em nha. Cái mặt em bữa nay rất là tự nhiên. Theo hồi trước đây thì tôi nói là em cố tạo, nhưng mà bây giờ cái mặt em nhìn rất là đểu. Thực ra thì trước khi em bước vô
Vô thính phòng thì em có gặp anh Sơn ở ngoài. Anh Sơn nói là hôm nay quậy quậy chút nha, đừng có đau khổ như hai đêm trước nữa. Đấy là một sự tư vấn hợp lý đúng không ạ? Nói chung rất là hợp lý cho em. Và chị muốn là ví dụ như Ngọc Anh, em có những cái điều mà người ta nói là uốn eo cái gì đấy đó, cái đó là khiêu gợi. Em rất là nóng, trời ơi, tôi thấy tôi rất là nóng. Tôi chúc mừng các bạn. Vâng, xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ các bạn có thể vào phòng chờ. Tôi muốn có ý kiến. Dạ, anh Lê Hoàng có một ý kiến ạ. Đầu tiên tôi nói thế này này, tôi không thích bạn Ngoan. Tại sao? Bạn quá đẹp trai, một cái vẻ đẹp mà tôi không bao giờ vươn tới nên tôi rất ghen tị. Ghen tị là một cái điều rất bình thường mà tôi có rất nhiều. Còn tôi khen ngợi các bạn vì các bạn đã rất là dũng cảm. Chọn cái bài hát này thì phải nói rằng ở trong khán phòng này gần như là ai cũng đã nghe hàng chục lần. Cho nên là người ta rất có nhiều cơ sở để so sánh. Bài hát này thì được làm ra từ năm 1940 cơ. Và tôi nghĩ rằng là ngày xưa Tino Rossi đã hát và những người già thì đều nghe. Nhưng bây giờ chỉ những người trẻ mới được nghe cái kiểu của Quách Ngọc Ngoan. Và có một vấn đề như thế này. Cái bài này á, thì thật ra là có thể hát nó hơi gọi là, nhất là những cái lời trữ tình á, thì hát nó hơi gọi là nó hơi thì thầm. Nhưng mà bạn Ngoan lại không hát thì thầm, bà Ban lại hát như là lời kêu gọi. Đó là một cái điều rất là mới. Tôi nghĩ là cái này nó cũng là một phần là vì khi mà đóng phim ấy, thì bạn toàn đóng những vai vua chúa cả, nên bạn quen ra lệnh trong tình yêu. Tôi hơi khác ý anh Lê Hoàng. Và có thể là anh Lê Hoàng chưa hiểu tâm lý phụ nữ bây giờ. Tâm lý phụ nữ bây giờ bị nhiều cái chia chí quá. Thế thành ra nếu mà muốn nói là, nhất là cái việc quan trọng bảo là hôn tôi đi, hôn tôi lâu đi, thì phải như là nhắc nhở và phải là mời gọi thì người ta mới nhớ. Và tôi xin khen thêm bạn Ngọc Ngoan về cái phần trình diễn của bạn. Bạn hát đúng, bạn hát tốt, bạn diễn hay. Nhưng mà bạn có cái thông minh là bạn đã để dành những cái hay nhất cho phần sau của bài hát. Bạn đã để cái tạo sốc, cái hôn cho phút cuối của chương trình. Thì tôi không biết là bạn muốn nổi tiếng thêm hay không, nhưng mà không cần hôn lâu như thế cũng đã đủ nổi tiếng rồi bạn ạ. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng cho Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh. Quý vị khán giả thân mến, có thể thấy rằng cả ba cặp đôi biểu diễn đầu tiên trong chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo này đều đã để lại ấn tượng rất là sâu sắc, và hy vọng rằng quý vị khán giả hãy luôn luôn ủng hộ cho những cặp đôi của chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. Còn bây giờ thì hãy vào phòng chờ cùng Thanh Ngọc. Xin mời ạ. Wow, Thanh Ngọc thật là ngưỡng mộ nụ hôn lúc nãy. Besame mucho, hãy hôn em thật nhiều. Và hai bạn đã hát từ đầu đến cuối để dành một nụ hôn nồng nàn cho phần cuối cùng, và đã giành được những lời khen tặng từ phía ban giám khảo. Và những lời khen tặng đó sẽ mang lại bao nhiêu điểm cho hai bạn đây? Xin mời. Ngay bây giờ là số điểm. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 9 điểm. Ca sĩ Siêu Black. 9 điểm. Nhạc sĩ Đức Huy. 9 điểm. Và đạo diễn Lê Hoàng. 9 điểm. Như vậy là 36 điểm. Xin chúc mừng. Thanh Ngọc xin được chúc mừng một lần nữa. Từ nãy tới giờ đây là cặp đôi có số điểm cao nhất. Và theo như Thanh Ngọc thấy là Ngọc Ngoan hôm nay với chất giọng của Ngọc Ngoan, Thanh Ngọc thấy là đã là một ca sĩ thực thụ rồi. Ngọc Ngoan nghĩ như thế nào ạ? Thực ra thì Ngoan và kể cả của anh thì đang rất là vui. Ngoan muốn hôn nhau một lần nữa, nhưng mà thôi đã hôn ở sân khấu như vậy là đủ rồi. Hôn sân khấu là đủ rồi, chút xíu nó vô trong hôn sau đúng không ạ? Và thưa quý vị, hãy bình chọn cho cặp đôi Ngọc Ngoan và Ngọc Anh với mã số bình chọn của hai bạn ấy là 04. 04.